Cầu Vĩnh Tuy 2 khởi công tháng 1 năm 2021, song song với cầu Vĩnh Tuy 1 có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 2.055 tỷ đồng. Công trình dài 3,5 km, điểm đầu giao với đường Trần Quang Khải, Nguyễn Khoái, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, điểm cuối giao với đường Long Biên, Thạch Bàn, quận Long Biên. Cầu rộng hơn 19 mét, quy mô 4 làn xe, bao gồm 3 làn ô tô và 1 làn xe hỗn hợp. Cầu được thiết kế với tổng cộng 53 nhịp, có 4 trụ dưới sông. Sau khi hợp long, hoàn thành việc xây lắp, các đơn vị thi công sẽ chuyển sang giai đoạn hoàn thiện cầu, trong đó có đúc, dựng bờ lan can, thảm nhựa mặt cầu, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, bảo đảm giao thông. Dự kiến dự án được thông xe vào ngày 2 tháng 9.